sợ. Đúng rồi, cái tay em nãy giờ đúng rồi. Đúng rồi. Đó, em thấy cái lưỡi gà nó xuống nó giữ cái bãi đấy. Đúng rồi. Tiếp tục. Bây giờ là em lo làm thôi chứ không lo bận tâm gì cái nút gì nữa hết. Rồi đúng rồi. Em canh chưa quen đấy. Rồi. Đó, đẩy vô tất cả vải nó đằng sau ở cái lưỡi gà nó hết. Đúng rồi.